Chào mọi người lại đến với kênh của Phát Auto. Thì hôm nay là ngày của Ford mọi người à. Hôm nay thì anh em có nhận 3 chiếc Territory và 1 chiếc Ranger. Em sẽ quay nhanh cho mọi người biết được là xe qua bên em làm những gì ha. Ok, ở bên ngoài thì em có một chiếc Territory đen vừa làm xong. Ở bên ngoài ta có thể thấy là nó có một bộ mâm sơn đen và một bộ ốp Rembo. Đó. Mâm sơn đen bóng và ốp Rembo đỏ nha. Ngoài ra thì xe này còn làm thêm là đề nổ từ xa và ngã lưng điện băng 2. Đó, bây giờ em sẽ test thực tế luôn cái ngã lưng điện băng 2. Đây. Cái bộ này thì mình làm cái nút công tắc ở đây nha. Ngày xưa thì mình làm ở đây nè. Ngày xưa thì mình làm công tắc ở đây, khoan ở đây. Bây giờ thì mình làm ở đây nó đẹp hơn. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh thử ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test thực tế cái bộ ngã lưng điện mình vừa lắp nha. Công tắc thì mình để bên chỗ bên này luôn, còn ghế kia thì nằm bên kia. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh ghế bên này bằng cái nút công tắc bên này nha. Đó, mình chỉnh ngã nè. Ngã tối đa luôn nha. Đó, ngã tối đa thì được cái này nè. Ở 160 độ, 170 độ. Đó, mình sẽ lên lại. Lên lại chỉnh công tắc ở đây. Như này thì đi đường dài rất là khỏe luôn. Đó. Mình muốn chỉnh cái băng này thì mình chỉnh cái nút ở bên kia thôi. Đó, mình làm hai công tắc. Ok, tiếp tục là một chiếc Territory đen đang trên cầu. Thì em cho đi phay mâm và làm thêm một cái bộ đèn tăng sáng phía trước nha. Đây. Đây, em sẽ độ một cái bi 3 in ở bên ngoài nè. Đó, bi ở trong thì em giữ nguyên. Độ một bi bên ngoài là đủ sáng rồi. Ở đây thì em có một chiếc Ford Ranger màu trắng, xe vừa mới lấy. Thì khách qua khách bọc lại ghế da nè. Da này là da nắp 3, may theo kiểu cách, màu sắc và yêu cầu của khách hàng. Có thêu tên nè. Và tụi em còn làm thêm một cái option nữa là ngã lưng điện cho băng sau nha. Ngã lưng điện băng sau. Và tụi em đang thi công. Cuối cùng lựa chọn không thể thiếu cho xe bán tải đó chính là nắp thùng. Nắp thùng là nắp thùng điện nha. Đó, nếu mà anh chị có nhu cầu quan tâm về các phụ kiện xe Ford hay là bất cứ các hãng nào thì cứ liên hệ bên em sẽ tư vấn chi tiết nhất cho mấy anh chị nha.